Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hà Thanh Xuân nói rõ về chuyện tình cảm, chính thức vợ mộng, chuyện chia tài sản ra sao. Giữa lúc tin đồn về chuyện hôn nhân với vua cá koi đang còn gây xôn xao, những chia sẻ của Hà Thanh Xuân về chuyện tình khiến công chúng càng thêm bàn tán. Bên cạnh đó, dân tình hiện cũng liên tục đặt câu hỏi về khối tài sản khủng của cả hai. Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước nghi vấn vua cá koi, doanh nhân Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân rạn nứt hôn nhân sau hơn 10 tháng về chung một nhà. Theo đó, mọi chuyện xuất phát từ việc những hình ảnh hạnh phúc của vua cá koi và ca sĩ Hà Thanh Xuân bay màu, dù cho người trong cuộc từ chối trả lời về những tin đồn lần này, song nhất cử nhất động của vua cá koi hay ca sĩ Hà Thanh Xuân đều nhận được sự quan tâm của netizen. Mới đây nhất, dư ồn ào rạn nứt hôn nhân, những chia sẻ của Hà Thanh Xuân trong một talk show bất ngờ nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Theo đó, xuất hiện trong talk show, thời điểm chưa tìm được một nửa là doanh nhân Thắng Ngô, ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ nhận được câu hỏi khó từ MC với nội dung: có bao giờ bạn phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu chưa? Thời điểm đó, ca sĩ Hà Thanh Xuân thừa nhận có thời điểm cô từng lựa chọn công việc và tình yêu. Hà Thanh Xuân chia sẻ, khi làm công việc nghệ thuật thì rất cần nhiều thời gian để đi đây đi đó. Cuối tuần bay show, chăm chút bản thân và khó có thể có được tình yêu. Thời điểm 10 năm trước của Hà Thanh Xuân thì mình khao khát đủ thứ cả, kiểu như mình làm nhưng không biết mệt. Thế nhưng sau tất cả, Hà Thanh Xuân mong muốn tìm được một nửa của cuộc đời mình. Hà Thanh Xuân nghĩ là mình cũng là phụ nữ. Tới ngày hôm nay có một câu rất hay, dù cho người phụ nữ có mạnh mẽ và tài giỏi đến đâu thì cũng cần có một người đàn ông. Như bao người phụ nữ khác, Hà Thanh Xuân mong muốn tìm được một nửa. Hà Thanh Xuân không quan điểm đi tìm kiếm tình yêu, nhưng tin ở điều này vì tôi nhìn thấy rất là nhiều cặp đôi rồi. Khi duyên nợ có thì mình sẽ gặp nhau, duyên phận đến thì mình sẽ không thoát được đâu, nữ ca sĩ chia sẻ trong talk show. Có thể thấy Hà Thanh Xuân từng có nhiều mộng mơ về chuyện tình yêu, thế nhưng từ khi gặp vua cá koi Thắng Ngô, nữ ca sĩ được cho là đã vỡ mộng. Thời điểm mới quen biết nhau, Hà Thanh Xuân trở thành tâm điểm bị ném đá và chỉ trích với danh xưng người thứ ba. Điều được vua cá koi và cả vợ cũ của nam doanh nhân lên tiếng đính chính, thế nhưng nữ ca sĩ vẫn mang tiếng xấu suốt thời gian dài. Tưởng chừng sẽ vượt qua được biến cố để có hạnh phúc trọn vẹn về sau, thì Hà Thanh Xuân hiện lại tiếp tục vỡ mộng với nghi vấn đã ly hôn sau vỏn vẹn 1 năm bên nhau. Dù chưa rõ thực hư ra sao, thế nhưng những động thái của cặp đôi trước tin đồn càng khiến dân tình chắc chắn về chuyện cặp đôi đã ly hôn. Bên cạnh đó, trước nghi vấn này, nhiều người cũng không khỏi thắc mắc về chuyện tài sản của cặp đôi. Không ít tin đồn được lan truyền trên mạng xã hội cho biết Hà Thanh Xuân và vua cá koi hiện đã phân chia xong khối tài sản chung. Tuy nhiên, người trong cuộc đến nay vẫn chưa từng một lần nói rõ về những vấn đề này. Doanh nhân Thắng Ngô trước đó cũng lên tiếng với Dinh về chuyện hôn nhân của mình. Thay vì có những chiếc tâm sự mộng như trước đây, hiện tại nam doanh nhân chỉ nói ngắn gọn: đây là cuộc sống riêng tư nên chúng tôi không nói gì hết, những thông tin trên mạng xã hội không hề liên quan. Thái độ mập mờ của nam doanh nhân khiến khán giả cảm tin vào những lời đồn. Trên trang cá nhân, Hà Thanh Xuân cũng có nhiều động thái gây chú ý. Cô đăng tải hình ảnh kèm chú thích: sau cơn mưa trời lại sáng, nữ ca sĩ cũng khóa tính năng bình luận trên trang cá nhân và liên tục có những trạng thái thể hiện tâm trạng, điều này càng khiến tin đồn lan rộng hơn nữa. Động thái của Hà Thanh Xuân và vua cá koi giờ bão tin đồn hiện càng khiến công chúng thêm bàn tán. Chính các diễn đàn nhân tính không khỏi đặt nghi vấn về việc lý do cặp đôi tan vỡ liệu có liên quan đến người thứ ba hay không. Tuy nhiên, đây chỉ là nghi vấn của công chúng. Về phía cặp đôi, Hà Thanh Xuân và vua cá koi đến nay vẫn chưa lên tiếng bất cứ điều gì về vấn đề này. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.